Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh chuyện vô giá. Chúc mọi người mới thành nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay có người kêu mình review cái chai mới ra, nước uống mới ra này, nở phải roi này, sữa trái cây hương dưa lưới này. Quả dưa lưới nó màu này, quả dưa lưới này, quả dưa lưới nhìn nó gần giống quả dưa gang ấy. Đây là 15.500 mà hạn sử dụng nó đây, ngày sản xuất 16 tháng 10 2021, hạn sử dụng là 16 tháng 6 2022 nha. Đó, cái này là nước uống sữa trái cây này. Đó. Này là có 175 calo nha. Một chai này là 250 ml này. Đây, thành phần là nước đường tinh luyện, sữa, nước ép táo cô đảm này, chất ổn định này, chất điều chỉnh độ axit này, hương dưa lưới tổng hợp này. Đấy. Cái này là giúp bổ sung A, D3, B1, B2, B6 nha. Đó, sản phẩm có chứa sữa nên uống và sẽ mập nha. Nên mọi người đó, giờ sẽ mở ra nha. Đó, ở trong nó là màu trắng như sữa này. Đó, người nhìn thấy không? Đó là nắp cho người xem này. Nó gần một giống mùi sữa của mình luôn nha. Rất là ngon nha, nó mùi giống kiểu sữa chua ấy. Sau nó có hương dưa lưới, rất là thơm nha. Đấy. Uống cứ uống từng nắp này, uống cả ngày chưa hết nha. Rất là ngon nha, cái này mọi người có thể bỏ cho tí đá hoặc là bỏ vào tủ lạnh ướp cho nó mát rồi uống ngon hơn nữa nha. Rất là ngon nha. Cái này buổi sáng làm chai này, đi làm cho nó khỏe cũng được. Nói chung mình đánh giá uống rất là ngon nha, giá là 15.500 đó. Mọi người hãy mua về cảm nhận thử nha, nó có rất nhiều hương. Mình mới mua được cái hương này, còn biết còn những thấy còn hai vài loại hương đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Ai mà thích mình review món gì hay có gì độc lạ thì bình luận dưới để mình biết nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video mới nhất nha.